Hello cả nhà, tối nay mình sẽ làm bướm bướm bay. Bướm bay bướm chống corona, bướm này nó bị antivirus là nó không có bị corona nhập nữa. Ok, rồi mình sẽ làm cái bộ này cho bàn tay bên kia ha, thì bàn tay bên kia Ngân sẽ làm hơi khác tí xíu. Bên bông bên bướm. Đó, phải có bướm thì phải có bông. Rồi bắt đầu mình sẽ làm tay bên này nha. Giờ đi lại cái primer. Thiệt là mùa này em không dám bắt người mẫu làm nhiều. Gia đình mới dám làm chứ người ngoài là coi như sợ rồi. Mùa này không có dám làm nhiều, với lại ban đêm là bị gì? Giấy nghiêm. Chứ không thôi là em làm quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng xách lên làm cho mấy anh chị coi đã luôn á. Rồi, ở đây mình sẽ xài hai màu của Z Blend, màu số 92 của Pastel Collection và màu 56 của cái gì em quên rồi, Nude Collection. Rồi bắt đầu mình sẽ đắp cái ngón tay này trước đi, mình đắp cái màu nude trước đi. Và cái màu nude này trước tiên là em sẽ đi một tí xíu cái glitter ở ngoài phần đầu. Mình sẽ lấy cục bột cho tương đối nó to, cục này là chắc nó nhỏ này, nhỏ rồi lấy không đủ. Mình lấy cục bột to để mình đi một cục bột thôi chứ không có cần phải đi nhiều. Rồi chậm 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 hai bên cuticle chậm 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 cho nó đều. Sau đó mình vuốt xuống. Hai bên vuốt vào ha. Hai bên vuốt gọn vào. Bột nó có dư ra cũng không sao, chủ yếu là hai bên của mình cho nó đủ cái độ dày. Mình ôm nó vô vậy nè, cho nó đủ cái độ dày. Rồi phần nào dư thì mình cắt ra bớt thôi. Phần bột này dư cho nên em sẽ cắt ra. Bên này nó hơi bị thiếu bột tí xíu on the side. Mình phải bỏ vào. Cái phần này của móng, cái phần bên hông móng chỗ này là cái phần rất là dễ gãy. Cho nên mình phải đi cho nó đủ bột ha. Rồi. It's okay. Yeah, it's okay. Just like 100 people hear you. Hello. Yeah. Rồi. Okay. Hello, mấy anh chị mới vào nha. Đợi em tí xíu. Yeah. Hello everyone. Rồi bây giờ qua ngón này cũng Okay. vậy. Okay. Thank you cô. Ngón bên Dạ, này thì dạ Ngân bye sẽ cô. đi có một cái tí xíu glitter ở ngoài phần đầu. Cho nên là mình có thể mình đi mỏng lại tí xíu. Ngón này thì em đi mỏng hơn nhé. Tại vì mình sẽ đi glitter cho nên mình đi nó mỏng lại. Cũng là ở bên ngoài ôm vào cho nó đều bột hai bên. Anh chị có thấy rõ không? Rồi ở đây thì em sẽ xài cái glitter trong cái collection mới của mình. Nó là Fairy Tale Collection. Mình sẽ xài cái glitter ở ngoài phần đầu móng thôi. Và mình vuốt về một bên thôi vậy nè. Mình chỉ cần có một bên có glitter, bên kia không cần cũng được. Sorry.
Sao scary. Rồi sau đó mình sẽ đi bột clear để mà mình phủ lại ha. Thì cái ngón này hồi nãy da chị Kim có nói là tối nay em làm tay của chị Kim. Nó nói là một tay bướm, một tay bông, tay bướm, cho nên ngón này mình có thể mình để một vài, bắt một vài con bướm thả lên. Em chọn cái bướm màu này nó ẩn ẩn thôi chứ nó không có sáng trưng. Rồi sau đó thì mình sẽ đi bột clear phủ lại. Cũng ôm đều hai bên vô ha. Đó, cái clear đều này đẹp không? Cái này là trong cái Fairy Tale Collection mới nha. Trong collection mới này màu nào, clear đều nào nhìn cũng mê hết đó mấy anh chị. Đó, dễ thương chưa? Rồi, xong hai ngón. Bắt đầu tới ngón bên này. Thì em sẽ đi cái marble cho cái ngón bên này. Và đi bướm bướm vào trong đó. Thì ở đây em có bướm bướm, bướm bướm trắng, bướm bướm xanh chứ quên. Trời, bà cầm bướm bướm xanh nó bướm bướm trắng. Nó bị loạn màu rồi. Nó bị loạn đội hình, nó loạn màu luôn rồi. Và mình sẽ có tí xíu cũng là cái Fairy Tale Glitter số 26 nha. Và cái màu xanh này, màu xanh ngọc của mình đi. Thì em sẽ đi chính giữa trước để cho cái nó làm cái marble ở từ góc này lên đây thôi. Ở trên thì mình không cần. Ở trên thì mình sẽ đi màu xanh xuống. Đi góc một bên thôi nha. Rồi sau đó thì mình sẽ đi cái bướm em màu xanh em glitter nha. Em lấy vừa màu xanh và vừa glitter luôn để cho hai cái nó mix vào nhau nữa đó. Nên chị thấy rõ không? Rồi sau đó thì mình sẽ đi chen vào mấy con bướm màu xanh. Ở đây thì mình cũng có một tí xíu cái glitter màu xanh, mình cũng đi chen vào luôn để cho nó đừng có bị lạc lõng quá đó. Rồi và em có một cái glitter khác nữa mấy anh chị. Nó cũng là một dạng glitter của thằng Fairy Tale luôn, nhưng mà cái màu của nó là màu silver, màu đẹp lắm. Tí nữa em cho mấy anh chị coi. Cái này là em chỉ chấm một chút xíu thôi nha. Tại vì nó sáng trưng à, nó sáng mà nó sáng trắng á. Cho nên là mình chỉ đi dài đốm vào để cho nó làm cái điểm nhấn trong cái mẫu này thôi. Nhưng mà mình đi nhiều quá thì nó sẽ dễ bị lạc tông. Cho nên là em chỉ đi dài đốm như vậy nè, để nó làm cái điểm nhấn ở trong cái bộ móng này. Đó.
Sau đó thì mình sẽ đi bột lia để mình cover lại. Rồi ôm gọn xuống ha. Em đang xài cọ số 16 chị. Rồi qua ngón tay bên này. À, bên này thì mình sẽ làm hai cái bông, thì ngón tay bên này của em sẽ làm cái màu, có thể là nãy mới làm cái màu vàng và màu xanh. Bên này nãy mình đã mình làm bướm hay làm cái gì, em sẽ làm luôn cái màu xanh cho nó giống bên kia đi ha. Right, is that right? I got so confused, I don't know what to do in this hand. Okay, ở đây thì mình vừa có màu vàng mà vừa có màu xanh nữa, cho nên là em sẽ ombre lại hai màu. Ombre hay là không ombre cũng được, nhưng mà mình sẽ làm cho cái nó có cái con bướm xen vào nữa. Phối bố cục của cái móng là cái rất là quan trọng luôn đó. Và cái móng của mình nó lạ hay không là nằm ở chỗ cái bố cục. Rồi mình tạo một cái đường ngang giống vậy. Mình thấy nó thẳng, nó ngang, nó đủ đủ dày rồi phải không? Thì sau đó em sẽ đi một tí xíu cái glitter bên dưới. Đi một chút xíu cái glitter dưới này. Dài xuống một chút nữa cũng được. Rồi mình bắt con bướm này, mình cho nó vô đây nằm. Cho bướm nằm sắp lớp như cá mồi vậy đó. Bốn con nằm sắp lớp như cá mồi vậy nha. Rồi sau đó em sẽ đi bột clear phủ lại. Phủ lại cho nó đủ cái độ dày luôn. Ôm hai bên gọn vào. Nó rất là dẻo cho nên là mình có thể mình điều chỉnh từ từ cũng được. Rồi sau đó em sẽ đắp bột xanh.
Rồi mình đè xuống để mình lấy cái độ dày của nó nè. Ra tới đầu móng luôn ha. Rồi, chút nữa mình sẽ rửa sáp cái đó lại. Còn cái ngón này thì em sẽ đi nguyên cái móng mộc bây giờ. Ngược lại tay bên kia. Cái clear the xanh này nó rất là đẹp trong cái fairy tale mới nè. Nó là dạng glitter nhưng mà cái ánh sáng của nó sáng ra nó lạ. Cái này cho cái ngày kế tiếp gì chị? St. Patrick's Day ha. Sẽ rất là đẹp. St. Patrick tháng mấy? Em không nhớ. Today? Yes. Oh my God, I got lost. Right? Yeah, Tuesday, today, yes, 17th. today. Hôm nay thì không ai còn nhớ tới cái ngày để ăn mừng luôn á. Lot of things going on. Rồi sau đó thì mình sẽ cover lại bằng bột ly á. Khi đắp glitter lúc nào mình cũng khô vào bằng bột ly hết á, để làm chi? Để khi mà mình giũa glitter nó không có bị bay đi. Chứ không thôi khi mà mình giũa đó, cái chỗ nào mình giũa đó khi nó bị bay màu đi thì cái màu trên cái mặt móng nó không đều. Cái bột ly này mà giờ mấy ngày mà thời tiết bình thường ấm 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 vậy nè, nó dẻo vô cùng luôn á, nó dẻo đắp rất là đã, lạnh thì nó hơi chảy hơn tí xíu. Rồi vậy là xong cái móng bên này của mình, bắt đầu mình giũa và mình design. Thường thường cái phần mà lâu nhất mà em hay bị đó là phần design, còn đắp bột với giũa thì coi như là mình cũng đỡ, mình không có bị lâu quá. Đây cái màu xanh ngân xài đây 92. Màu vàng trong cái này, trong cái pastel collection. Như chị có collection này hết mà phải không? Take a picture. So you know which one when your customer asks for, right? Dạ, hy vọng là everything get over soon để cho kinh tế thị trường, tất cả các ngành nghề luôn back to normal. Bây giờ là coi như là giàu cũng chết, không phải chết mà giàu cũng mệt mà nghèo cũng mệt. Mà năm nay em thấy đa phần mấy cái bệnh này nó lại bị affected vào cái người giàu nhiều hơn cái người người bình thường, tại vì người bình thường mình ít đi travel, còn dân mà đi travel nhiều là dân mà bị mệt mỏi nhất. Là cái móng này mình đã đắp, cố gắng đắp cho nó về rồi ha. Thì khi mà mình giũa đó rất là nhanh, xẹt xẹt một cái là đã xong cái shape rồi. Cho nên là quan trọng của mình á là em thấy là khi mình giũa cái shape đầu tiên trước khi mình đắp bột luôn, để khi mà mình đắp bột mình cứ follow cái shape đó mà mình làm. Rồi ngón này cũng vậy, đi hai tông màu này là thấy spring lắm luôn á. Trời nóng lên nhiều để cho mình là bắt đầu mình vào summer, thì hy vọng là thời tiết nóng lên thì mọi thứ dịu xuống. Rồi em nghe nói là con virus nó không sống được nóng được phải. Yeah, they stay better in cold weather. Nóng thì chịu không nổi. Cho nên bữa nay chị thấy em đâu mở máy lạnh thấy không? Try to find some reason. Save money on AC. Cái clear đời này nó ra cái màu dễ thương quá nè. Đưa hết thì cho Kim để mai Kim hốt chứ, mốt chứ.
Sự thì chỉ một số tiểu bang thôi, một số tiểu bang thì em thấy nó vẫn còn không có gọi là bình thường, nhưng mà nó cũng không có tới nỗi bị nặng quá. Em thấy Florida này không biết mấy vùng khác làm sao, nhưng mà vùng Tampa, San Pete thì em thấy nó cũng còn slow down a little bit nha. Những vùng mà khách chân tay nước nhiều thì nó ảnh hưởng nhiều. Những vùng mà thấy khách mà chuyên đeo design là nó không có sao hết. Nhưng mà đây chị Kim là tiệm chuyên làm cho mấy ghẻ đẹp. Hello chị Yến. Tối nay em làm chị Kim nè. Mấy cô stripper. Thì giờ là mấy cổ đi làm đó là tao đi làm thôi, chứ tao không biết tao làm để làm gì nữa. No point hả? Cho nên bây giờ mình thấy bill khách và design ấy, thì nó cái nguồn income của mình quanh năm nó đỡ hơn. Thì ngày mai, tối ngày mai trình tự thứ tư thì em và chị Trisha sẽ nói thêm về cái những cái lá đơn, lá thư mà mình có thể viết cho landlord, hoặc là những cái cách nào để cho mấy anh chị em thợ nail của mình có thể xin tiền thất nghiệp trong cái thời gian mà nghỉ này nè. Thì mình sẽ gặp ngày mai trình tự tối thứ tư lúc 9 giờ để mà mình nói chuyện thêm ha. Tới lúc mình giũa thì mình cũng giũa tương đối rất là ít. Khi mình đắp mà mình để từ dưới cuticle thấp rồi mình đẩy sát lên cuticle mình buông ra đó. Tới lúc mình giũa thì mình cũng không phải đi sát quá vào trong cuticle, dễ làm người ta chảy máu, nó cũng dễ giũa cho mình hơn. Rất rất chó à. Chó xuống người ta. Sau này là em thấy làm design mà mình chỉ cần bỏ thêm vài con bướm lên thôi á, thì cũng đã thấy cái móng người ta nó khác biệt, nó đẹp rồi. Và cái glitter nữa. Cho nên là bắt buộc ra tiệm mình phải có mấy cái glitter này cho thợ người ta design nó dễ. Chứ không thôi khách vào muốn design mà mình không có glitter nữa đó, thì mình phải ngồi vẽ dời rất là nhiều. Mấy lúc này là mấy lúc mà tiệm nail của mình biết là mình một số tiểu bang có thể đóng cửa ốp á, thì mình lên cái plan gì cho cái business của mình. Có thể là ở nhà tự tự chạy ra tiệm remodel tiệm hay là làm cái gì đó để cho khi mà kinh tế nó quay lại bình thường, khách hàng đi làm lại đó, thì mình cũng sẵn sàng để mà mình làm mùa hè bắt đầu cạnh tranh. Chứ không thôi bắt đầu quay lại mình không có gì làm. Tại sau khi mà quay lại đó thì đương nhiên nó cũng có sự cạnh tranh rất là lớn, tại tiệm nào cũng muốn có promotion rồi này kia cho khách hàng tới tiệm của mình. Nên mình phải làm những cái gì đó đặc biệt để khi mà back to work thì mình phải quảng cáo tới khách hàng mà để câu khách tới tiệm. Design. Học design, làm design. Bây giờ thì mình làm mấy cái banner để quảng cáo cho tiệm đi. Em thấy nhiều người là quảng cáo tiệm 100% sanitize, rồi những cái gì mà đặc biệt của tiệm mình đó, thì mình có thể chuẩn bị hết những cái banner, flyer, poster để mà mình treo lên mình quảng cáo với khách hàng. Rồi, sao
quay ngược cái file lại để chỉnh cái shape ha. Rồi, vậy là xong. Bắt đầu mình sẽ làm design. Thì ở đây tối nay design em sẽ design bằng 3D flower. Bên kia đã có bướm rồi, bên này thì mình sẽ đi bằng bông 3D. Cái chổi của em thôi. Dạ đúng rồi, ái hoa lê em xài bột Z Blend trong cái collection là collection tên gì em quên rồi ta. Pastel collection. Pastel. Dạ yeah, Pastel collection. Đó ra cái mẫu giống vậy nè, dễ thương chưa? Rồi bắt đầu mình sẽ làm bông 3D trên hai ngón tay này ha. Ở đây thì em vẫn làm cái màu cũng là của thằng Pastel. Đó là màu xanh dương hồi nãy nè. Xanh 92, xanh lá cây này, xanh mint and màu số 89. Rồi mình sẽ làm lên hai ngón này. Và cần một cây cọ 3D. Hope I have the 3D brush here, please. Ombre brush. Em đem mấy đồ design sách về nhà hết mấy anh chị. Cho nên bây giờ kêu mà vẽ bông vẽ hoa mà không có nó đau cái lòng gì đâu. Just use the artist gel. Use artist gel. Yeah, I think so. You don't have it? I do have the white one. Ok, vậy không vẽ bông 3D, em sẽ vẽ bông bằng artist gel và màu. Nói chung là không có cái này. Thua keo này thì mình bài keo khác. Em sẽ xài artist gel màu trắng ha. Ok, trước khi vẽ bông đó thì em sẽ đi top coat trước. Nếu mà mình muốn vẽ bông và chậm bột lên cái màu bông cho cái bông nó nổi đó thì mình phải đi top coat chứ không thôi là sau khi mình vẽ bông mình chậm lên cái màu nó sẽ bị dính tùm lum lên cái bột của mình luôn. Thì ở đây là em có top coat trước. Crystal top. Khi đi top coat thì em đi luôn cho tất cả những ngón tay khác. Đây là cái glitter trong cái fairy tale collection của mình nè, dễ thương chưa. Dễ thương quá. Rồi sau đó thì em sẽ cho hơi đèn 30 giây. Hello chị Trang Nguyễn, khỏe không chị? Ở đây thì em sẽ có artist gel nhé. Rồi em sẽ zoom sát lại luôn để em vẽ cho mấy anh chị coi. Dạo này vẽ tự tin lắm cho nên hở cái vẽ là zoom sát rồi. Vẽ gì tự tin, vẽ bông. Vẽ bông nó tự tin hơn vẽ mấy cái khác mấy anh chị ơi. Thấy bông nó dễ vẽ. Mình có thể dùng cái cọ 3D vẽ cũng được. Hoặc là bất kỳ cái cọ nào mà nó hơi dập dịch ở dạng 3D đó, nếu mà mình vẽ. Rồi sau khi xong thì em sẽ cho lấy tay ra ha. Bắt đầu mình sẽ vẽ ngón tay bên này trước nha. Và mọi người nhìn thấy rõ không? Em để đây để cho mình dễ hơn. Rồi em sẽ đi hai cái bông, một cái bông ở trên này, một cái bông ở dưới này. Cái bông trên này thì em sẽ đi nguyên cái. Thì bông hôm nay mình sẽ vẽ theo dạng như là hoa
hoa cúc vậy đó. Rồi, ở dưới đây thì em sẽ đi thêm một cái nữa. Cái thứ hai mình khoan hả đi nha. Em sẽ bôi đi nè. Sorry. Rồi, em sẽ cho cái đầu hơi đèn của mình 30 giây. À, 15 giây thôi cũng được. 15 giây thôi, không cần 30 đâu. Dạ, em sẽ dùng cái bột này là bột số 117. Nó là màu Glow in the Dark. Rồi, 10 giây là mình có thể mình lấy ra được rồi. À, mình sẽ vẽ hai cái bông hai màu khác nhau, cho nên là mỗi khi mà xong một cái bông á là mình phải hơ đèn rồi mình chậm màu, sau đó mình mới vẽ cái thứ hai được. Chứ không lúc mà mình chậm màu, bông này nó sẽ lem qua bông kia. Rồi, cái này là Glow in the Dark ha. Sau khi xong thì em sẽ lấy cái cọ, em phủi một cái dèo là cho nó bay đi hết những cái bột này. Rồi bắt đầu mình qua cái bông kế tiếp. Bông kế tiếp bên này thì mình sẽ vẽ nó cũng dạng giống vậy. Để vẽ mà bông giống như bông cúc, bông mai đó thì mình chỉ cầm đè xuống như nè. Vuốt vô cái vậy là xong. Để xuống vuốt vô cái gì là xong, không có cần phải vẽ nhiều quá. Rồi em sẽ cho hơi đèn luôn 10 giây. Dễ thương chưa? Hello Mỹ Lệ. Rồi em sẽ có cái màu xanh, thì ở đây mình lấy cái màu xanh đậm hơn một tông. Em lấy màu số xanh, màu xanh số 19, là tại vì nó cũng thuộc về cái màu xanh giống như màu mint đó, nhưng mà nó đậm cái tông hơn chút xíu. Tại vì khi mà mình chấm màu vậy nè thì cái tông màu của nó sẽ bị lợt, cho nên là mình phải lấy cái tông màu đậm hơn thì nó mới ra cái màu gần giống vậy. Ý mà lấy đậm hơn luôn mà nó cũng không có lên nổi, tại những cái màu xanh lợt này nó không có lên nổi được nhiều mấy anh chị, một chút xíu thôi à. Em quay lại hũ này coi. Này nó còn lợt hơn nữa mấy anh chị thấy không? Nó lợt hơn nữa. Cho nên là mình chấm nó ra cái tông màu xanh rất là nhạt. Rồi. Sau đó thì mình có thể mình phủi đi ha. Rồi quay ngược về cái tay bên này. Quay ngược về cái tay bên này thì em sẽ làm cái bông từ trên này đi xuống luôn. Chứ không có đi góc nữa, mình đi góc thì thấy nó bình thường hoài phải không? Qua bên này thì mình đi từ trên này mình đi xuống đây luôn. Cho nên ở trên này là em sẽ cũng đi nửa cái bông chỗ này, và xuống này thì một cái. Ok. Em đi nửa cái bên này trước đi ha. Cái cọ nó dính cái lông. Cái bông dạng này thì rất là dễ cho mấy chị làm. Biết làm design dễ cũng được, mà không biết làm design dễ cũng được. Chỉ cần chấm và quẹt thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn 30 giây. À, 10 giây. Em cứ quen cái tật 30 giây hoài hả? À, hello á, anh già. Khỏe không anh già? Rồi, sau khi hơi đèn xong lấy ra, mình sẽ bắt đầu mình đi màu nữa. Ở đây mình có thể mình đi màu xanh đậm hơn. Nếu mà xanh lợt nó không dính thì mình lấy cái xanh đậm hơn. Em sẽ lấy cái xanh lá này luôn nè. Xanh lá của neon. Để đi cái góc bên này.
Rồi sau đó thì mình sẽ quét xuống. Và qua bên này cũng vậy. Bên này thì em sẽ đi cái góc bên hông bên này, để cho cái bông nó xuống cái phần đầu ngoài đây luôn. Chấm vuốt nhẹ ăn cái, chấm vuốt nhẹ ăn cái. Đó, vậy là xong chủ đề sắc xuân. Sắc xuân, sắc spring. Cho mùa spring. Rồi mình sẽ cho hơi đèn 10 giây. I know the world is something crazy. Chị có thấy xài cái cỏ truy đi tròn bình thường đó chị. Dạ, móng dài dễ làm chị Trang. Rồi sau khi xong thì em sẽ dùng màu màu vàng để mà em chấm lên. Lấy cây cọ mà như cây chổi chà vậy đó, mình chà lên nó mới bám. Cây cọ mà em cắt ngang vậy nè, cái này nó hư rồi, cho nên là cắt xéo ngang như là cây chổi chà đó, mình chà lên cho nó dính. Cái này đúng đúng tên là chổi chà luôn đó mấy anh chị. Rồi sau đó thì mình sẽ phủi cái bụi nó đi. Rồi nè, ra tổng quan cái bộ móng của mình đây nè. Nó vừa có màu xanh, màu trắng, màu lợt, màu đậm. Nó có đủ màu vào trong này luôn, cho cái bộ móng nó nổi lên. Rồi sau đó thì mình có thể mình dùng những cái chấm trắng ở bên trong để mà mình đi vào những cái bông cũng được, hoặc là mình đi những cái hột sòn cũng được. Thì ở đây còn cái khớp chỗ này thì em sẽ đi, tại vì bên kia, bên đây mình có cái line màu trắng, thấy chưa? Bên này mình chưa có, cho nên là mình sẽ phải vẽ hai cái line màu trắng lên cái ngón này để cho nó even lại bên kia. Đau tay không chị? It's okay. Let me know. For you. Let me know if you wanna if you wanna move. Mình sẽ dùng cỏ vẽ trắng để mình vẽ ha. Rồi cho nó nổi lên, thấy chưa? Mình có thể đi cái đường line cho nó to lên chút nữa cũng được, để cho nó nổi, tại vì cái đường line nhỏ quá thì nhìn nó không có đẹp bằng. Cho nó tối nay mình rảnh mà, cho nên cứ ngồi vẽ đẹp bự 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 lên từ từ, rồi nó cũng hết cái móng à. Rồi cái trong này thì mình có thể mình dùng một vài cái chấm trắng 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 nhỏ 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 nhỏ, mình có thể chêm vào bằng hột xoàn nữa cũng được, nhưng mà mình chấm trắng thêm cũng được. Từ ngoài cái hột xoàn thì nó cũng có những cái chấm. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn ha. Hơi đèn 30 giây rồi mình bắt đầu mình làm design tới gắn hộp sòn. Kim favorite part, gắn hộp sòn. Design coronavirus hả chị? Đâu ai bị muốn nhiễm bệnh mấy tuần đâu. Hồi bữa em dụ chị Kim nè. Em nói chị Kim ơi, I wanna do some coronavirus design. And she texts me back, she said, I don't want to have corona for a couple of weeks. Cho nên là em dẹp cái design đó qua luôn đó. Chứ hồi bữa là có đủ rê cái vụ corona rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn hột xoàn. Thì cái chỗ nào mà mình gắn hột xoàn, mình sẽ đi glue gel. Thì ở đây em có cái ngón này, là em sẽ gắn hột xoàn ở trên cái góc trên này. Hai ngón này thì mình gắn hột xoàn bên trong cái nhụy. Bên trong cái nhụy. Ngón này thì mình sẽ cho bên trong cái nhụy. Bên này cũng bên trong cái nhụy.
Để cho em ram đi một góc hột tròn từ bên trái qua bên phải chỗ này luôn. Từ góc trái qua góc phải dưới này. Rồi. Sau đó mình sẽ cho hơi đèn. Ô quên, chưa cho hơi đèn, gắn hột tròn rồi mới cho hơi đèn. Chết chết chết, nó lộn. Ở đây em sẽ có gắn hột xoàn. Cái nhị đó thì mình đi cái hột medium thôi ha. Một hột lớn rồi một hột nhỏ. Rồi, ở bên trong hai cái nhụy này thì mình cũng gắn hột xoàn vào. Rồi, và mình đi thêm cái góc cuticle từ trái qua phải. Nói chung là mình nhìn cho nó lạ thôi. Mình sẽ có hai size. Em đi ở đây là đang đi size 5 và 3 đó mấy anh chị. Nhìn cho nó lạ mắt tí xíu thôi. Cái góc này cho em đi một cái hộp nhỏ xuống đây, nhìn cho nó nhẹ nhẹ, cho nó giống như nó có cái đường bầu ở cái đi cổ của người ta nè. Cái hộp này to quá cho nên là nó bị rớt. Mình có thể đổi thành hai cái hộp nhỏ trong cái nhụy gì nè, nhìn cho nó duyên. Rồi, trời ơi. Thiệt luôn, nhìn bộ móng là biết mùa gì luôn, không cần giới thiệu là đang sống trong mùa gì, chỉ cần nhìn bộ móng là biết được mùa gì liền. What is this? I don't know, someone did the toilet paper nails. Mình có thể đẩy nó qua sang bên tí xíu để cho nó. Rồi. Cái ngón này em sẽ đi crystal top. Tại vì cái này nó có glitter cho nên mình muốn giữ nó shiny. Chỉ có hai ngón là mình làm matte và các ngón còn lại thì mình làm shiny. Đó là cái mà mình muốn nó khác một tí xíu. Em á thì em lại thích mấy cái nào mà đồ nào mà lạ quy quy thì có mặt mình. Rồi tới hai ngón kia thì em sẽ làm matte ha. Tại đây mình có matte top coat. Oh, và matte top coat mới có hàng lại luôn nha mấy anh chị. Hết hàng trong tuần vừa qua và mới vừa có lại ngày hôm nay. Tại vì nhiều nhiều anh chị mua mà nó hết hàng á. Nhiều người mua để dành quá, stock hàng sẽ hết hàng. Cho nên là mình đã có lại rồi. Những người chị nào đang đợi thì có thể giao order lại ha. Cái mát này xài, cái mát này của Nail Job á, xài là sẽ bị mê. Vừa làm ombre được mà vừa đẹp nữa, để lên chỉ cần hơi đèn là xong rồi, không có cần phải làm gì nữa. Rồi mình sẽ hơi đèn ha. Yeah, vậy là xong cái bộ móng của mình ngày hôm nay. Để em cho mấy anh chị dọn ổ cho mấy anh chị coi cái bộ móng của mình design xong nó ra như thế nào. Đây là hai cái tình yêu của em, một là crystal top, hai là matte top. Crystal top thì mới vừa hết hàng hôm nay và khoảng tuần sau thì mới có hàng lại.
Còn mát shop thì mới vừa có lại cho anh chị nào mà đang đợi trong cái tuần vừa qua. Rồi mình sẽ lấy cái khăn ra để cho mọi người coi bộ móng. Thank you. Bộ móng dễ thương quá phải không? Trời. Si làm xong bộ móng là feel like trẻ lại cỡ 20 tuổi rồi đó. Là giờ chỉ còn có mười mấy tuổi nhỏ hơn em nữa đó. Trời. Ok. Em xếp cái này lại luôn cho nó sạch. Cái khăn thì sau khi mình xài mình kéo đi cái này nè. Cho nó sạch. I know you need some cuticle oil. I need oil. Người đẹp này lúc nào cũng phải có dầu. Giống như là phải sức dầu xong rồi mới cho lên like. So dry. Trời ơi, dạo này em đang bị em đang bị khủng bố. Mà khủng bố gì chị biết không? Mình thì mình sợ mập, người mập thì sợ mập. Mà bình thường ở ngoài chụp hình em đâu mập lắm đâu. Không biết là cái camera của Neotrop mua là để chuyên chụp sản phẩm hay sao á, cho sản phẩm nó bự nó rõ nét. Chụp hình mình lên cái mình ú ra một khúc luôn. Cho nên là dạo này là mà nghe nói tới Neotrop mà chụp hình hay là quay phim gì là em muốn bị khủng hoảng là vậy đó. Đó. Dạ mình chuẩn bị có glow in the dark, vừa có gel, vừa có nước sơn thường và có bột luôn. Hai loại đó dùng cho SNS được hay không? SNS là bột deep, thì khi mà mình làm deep mà mình muốn đi top gel thì mình phải có kỹ thuật chứ không nó dễ bị tróc lắm á. Dạ có chị anh Thi, tí xíu nữa em gửi link cho chị. Rồi đây là bộ móng của mình mới vừa xong ngày hôm nay với chủ đề hoa cỏ bướm mùa xuân. Nghe tên cái chủ đề là thấy đứa rồi nha, hoa cỏ bướm mùa xuân. Rồi thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Và hẹn gặp lại mấy anh chị vào tối ngày mai tình tự tối thứ tư để mình có thể nói chuyện thêm về những cái cách mà cho tiệm nail có thể viết giấy với landlord để có thể điều đình về cái tiền rent, hoặc là những người thợ có thể đi xin tiền thất nghiệp như thế nào. Thì hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai và have a good night.